Gia đình tôi đang sống ở Hoa Kỳ. Gần nơi ở chúng tôi chỉ có một ngôi chùa tu theo Phật giáo Tịnh Độ Tông. Chúng tôi thường đến thăm chùa và hầu như luôn mang theo một số bông hoa để tỏ lòng tôn kính cúng dường đến tượng Quán Thế Âm Bồ Tát để mong có sắc đẹp trong những kiếp sau. Tôi có một câu hỏi, cúng dường hoa đến tượng Phật để mong có sắc đẹp có đúng với chánh pháp và Tam Tạng kinh điển không? Theo lời sư Hạnh Tuệ, Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ là biểu tượng của Phật pháp Đại thừa. Vậy việc cúng dường cho tượng Phật Gautama Sakyamuni là phù hợp với chánh pháp hơn, có đúng không? Thứ nhất, sư là một vị sư Phật giáo Nguyên Thủy, cho nên là khi mà sư khuyên thì sư vẫn luôn ưu tiên, sư khuyên Phật tử là nên cúng dường lễ bái những vị có thật, như là Đức Thế Tôn của chúng ta. Là cái vị có thật ở trong lịch sử và Ngài quả thật đã đem lại những cái điều lợi lạc cho giáo pháp này. Đó. Còn cái chuyện mà quý vị cúng dường á, như vậy á, thì có đem lại cái quả báo mong muốn là cái sắc đẹp hay không, thì sư xin thưa là có. Bởi vì ở trong chú giải có nhắc đến rất là nhiều vị có những cái sắc đẹp đặc biệt. Ví dụ như là có người đó thì cái cơ thể họ họ sáng, từ cái bụng của họ nó sáng và nó rất là sáng chói và rất là đẹp, nhờ cái phước quá khứ là vị này đã từng cúng dường một cái mâm bằng vàng đến bảo tháp. Cái đặc điểm như thế này nè, là ở trong Kinh Tạng á, chú giải á, thì chỉ nhắc đến cái chuyện là cúng dường bảo tháp thôi, tức là tháp thờ Xá Lợi Phật, Xá Lợi có thật nha, chứ không phải ba cái viên xanh xanh đỏ đỏ mà mình đem lên mình thờ mình kêu Xá Lợi thì không phải nha. Tuy nhiên do khi mà các cái tôn tượng chư tăng khi mà thờ thì chư tăng đều có chú nguyện là đây được xem như một phần sắc thân của Thế Tôn. Cho nên chúng ta có thể xem như đó là một cái phiên bản gia giảm của bảo tháp. Cho nên những cái vị quá khứ khi mà cúng dường hoa nè, thậm chí có người cúng dường cái lọng tre, cúng dường hương, cúng dường, thậm chí cúng dường một cái đĩa bằng vàng hoặc một cái đĩa bằng gỗ quý cúng dường đến ngôi bảo tháp, rồi có cái lời nguyện là nguyện có sắc đẹp, thì đều thành tựu hết nha, đều thành tựu. Có thể là mình không có được cái phước, mình chưa có được cái phước đến tận nơi bảo tháp của Đức Thế Tôn, thì mình cúng dường qua tôn tượng thì cũng được chứ không phải không được. Còn quý vị hỏi có đúng chánh pháp hay không thì nó như thế này. Cái chuyện mà mình đúng chánh pháp á, thì nó yêu cầu là khi mình cúng dường như vậy á, mình phải có niềm tin đúng đắn. Đó là gì? Thứ nhất, tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Mình tin chắc chắn mình làm thiện nó sẽ cho quả lành, mà làm ác cho cái quả dữ. Mình tin như vậy. Cái mình tin là chuyện mình làm là có quả báo chứ không phải không có quả báo. Đó. Rồi cái thứ hai là mình tin sự tồn tại của Tam Bảo. Tức là mình tin Đức Phật là một vị có thật, và cái sự giác ngộ của Ngài là sự giác ngộ có thật. Đó. Rồi mình tin giáo pháp của Ngài là giáo pháp đưa đến sự thoát khổ. Đúng thật như vậy. Và mình tin là chư Thánh Tăng là những vị đã hoàn toàn đoạn tận những khổ đau. Mình tin tưởng như vậy. Rồi mình tin con đường Đức Thế Tôn dẫn đi thì chắc chắn là đi đến sự chấm dứt khổ. Mình tin cái sự thực hành chấm dứt khổ đó. Tức là mình tin vào tứ đế đó. Và mình điều cuối cùng là mình hiểu là mọi thứ đều là vô thường. Dù cho mình có mong muốn cái sắc đẹp thì sắc đẹp nó cũng vô thường. Và cái gì vô thường thì nó dẫn đến
cái gì dẫn đến cái khổ. Mà cái gì là vô thường, là khổ thì không đáng để mình xem đây là ta, là của ta. Chính bởi vì như vậy đó, cái mục đích mà mình cúng dường cao thượng nhất là hướng đến sự chấm dứt hoàn toàn các cái loại khổ. Quý vị đừng có lo cái chuyện là mình hướng đến sự chấm dứt khổ thì mình sẽ không có những cái phước, ví dụ như sắc đẹp. Không cần lo cái đó. Khi quý vị tu tập đi đến sự chấm dứt khổ thì tự nhiên sắc đẹp mình có. Mình có sắc đẹp nhờ đâu? Nhờ giới, nhờ định, nhờ tuệ, nhờ những phước quá khứ. Mình không cần nguyện nó vẫn có ha. Chứ còn mình không có hướng đến cái sự giải thoát sanh tử, hướng đến sự giác ngộ, thì cái phước nó chỗ thì chỗ một thời gian rồi nó cũng hết thôi. Thì nó rất là uổng khi mà mình ở trong cái kiếp này mình được gặp Đức Thế Tôn và mình được làm phước đến Tam Bảo. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có suy nghĩ và chia sẻ như thế nào? Dạ, kính thưa Đại Đức, thưa quý vị. Ở đây thì có hai câu hỏi. Cái câu hỏi đầu tiên quý vị đã nói là cái việc đó mà cúng dường hoa để tượng Phật đó, mong có sắc đẹp đó, thì có đúng với chánh pháp, với tinh, có nghĩa là có đúng với tinh thần chánh pháp trong Tam Tạng kinh điển Bali không? Thì xin thưa là sẽ đúng nếu chúng ta hiểu được, chúng ta hiểu được cái việc mà cúng dường hoa là như thế nào. Như rất trình bày sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm như vậy. Có nghĩa là tại vì ở đây á, cái vị này á, đã đề cập đến Tam Tạng kinh điển Bali. Thì á, nếu mình nói là để cúng dường đúng á, thì bản thân mình là phải là người có học qua giáo lý căn bản, mình có pháp học vững chắc, thì có pháp, ở dừng ở mức pháp học thôi, pháp học vững thôi, thì mình nó sẽ biết cách cúng dường hoa như thế nào đúng với chánh pháp, đúng không? Còn nếu bản thân mình á, mình không thực sự hiểu, không thực sự hiểu được cái giáo lý căn bản hay chính xác là lời Phật dạy đó, trên tinh thần Tam Tạng kinh điển Bali, thì xin thưa hỏi là có đúng với pháp không thì sư nói là không chắc, tại quý vị đâu có học đâu, không có học rõ làm sao quý vị biết được. Tại vì cái việc cúng dường hoa này làm sư nhớ đến một cái tích là ở trong pháp cú, chú pháp cú hay là chuyện tình thân gì đó, có một thanh niên đó thì trong thời quá khứ cũng cúng dường hoa đến bảo tháp của vị Phật, thì cũng nguyện là để cho mình cái dung sắc mình nó đẹp, sắc mình đẹp, nó ai nhìn là cũng mê mệt hết chứ. Thì chính vì ngay trong thời Đức Phật Gautama tại thế thì cái quả đó được theo đúng như là cái vị đó, vị nam đó mong muốn, thì cái vị nam này mới lợi dụng sắc đẹp mình đó, mới một lần mới vô tình ngoại tình với một cái người có chức quyền rất là lớn, thì mới đem cái vị nam này đã mới đem ra giống như là gọi là sư tử đó. Thì may mắn là cái vị này nè trong quá khứ đã phát nguyện, nhưng mà có thồng thêm một câu như vậy là con nguyện cúng dường hoa này nè có sắc đẹp nhưng mà vẫn nguyện giải thoát. Có nghĩa là giải thoát như vậy, có nghĩa là mình phải hiểu ở đây cái trạng thái tâm này là có tâm đại thiện mà có hợp trí tuệ, yếu tố hợp trí tuệ đó rất quan trọng như vậy. Chứ vì như vậy khi mà cái bộ sư tử diễn ra như vậy thì Đức Phật ngài cùng tăng đoàn đi ngang mới quán thấy nhân duyên cái vị này có thể tiếp độ đi theo tăng đoàn, có thể giác ngộ được, cho nên ngài mới trình lên cái vị mà có cái thẩm quyền ở đó, nói là đại loại như là xin tha cho vị này có khả năng đi tu rồi giác ngộ đó, thì cái vị đó được tha và cũng đi tu, sau thời gian nó đi tu và được giác ngộ. Cho nên cái yếu tố mà tiên quyết á, yếu tố quan trọng nhất á, là mình làm cái gì, là bất cứ thiện nghiệp gì, không chỉ mình cúng dường hoa
không? Mình cúng dường đèn nến, mình nguyện cái gì, mình nguyện sắc đẹp sức mạnh gì đó, không? Mình nguyện có quyền có thế gì đó, thì cũng phải đi kèm trí tuệ. Trí tuệ là cái gì? Là phải tin vào nghiệp quả của nghiệp, không? Có niềm tin vào tam bảo, nương tựa tam bảo, và mong sớm chấm dứt khổ u, đoạn tận phiền não, chứng ngộ niết bàn. Cái điều đó mới là quan trọng, quý vị. Còn quý vị làm gì, quý vị có mong muốn gì đó, tùy theo thích quý vị, cái điều đó quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải có cái trí tuệ nằm trong đó. Khi quý vị mà không có trí tuệ đó, thì những cái rủi ro trong luân hồi này nó sẽ kéo dài cho quý vị, rất là nguy hiểm. Riêng về câu thứ hai thì để Đức Hạnh Tuệ cũng đã trả lời rất đầy đủ rồi, cho nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm. Cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.